Thưa quý vị, giáo viên mầm non có thể nói là một nghề hết sức đa năng. Các cô vừa làm cô, vừa làm mẹ, vừa là bác sĩ, họa sĩ, ca sĩ, vất vả áp lực, nhất là những áp lực từ phụ huynh, dư luận trong thời đại công nghệ số. Cái níu giữa các cô giáo mầm non ở lại với nghề, với trẻ không gì hơn, chính là sự trưởng thành từng ngày, sự hạnh phúc của trẻ thơ. Rời khỏi nhà từ 6 giờ sáng và trở về nhà lúc chiều muộn. Sau khi phụ huynh đã đón trẻ về, đó là nhịp sống thường ngày đều đặn của bất kỳ cô giáo mầm non nào. Hơn 20 năm gắn bó với trẻ mầm non, không ít lần cô Nguyễn Thị Ánh Diệp, giáo viên trường mầm non Bạch Yến, quận Sơn Trà cảm thấy căng thẳng bởi những áp lực bủa vây. Nhưng rồi tình yêu nghề, yêu trẻ đã giúp cô vượt qua khó khăn, nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy để các em phát triển toàn diện. Năm học này, cô Diệp là một trong số 2 giáo viên của thành phố Đà Nẵng được Bộ Giáo dục Đào tạo vinh danh nhà giáo tiêu biểu. Cái dư luận với xã hội hiện nay là cũng rất là nhiều, làm cho ảnh hưởng đến cái nghề mầm non. Biết là những cái áp lực cũng khó khăn rất là nhiều, nhưng mà khi mà gặp cháu thì mình cũng quên hết đi những cái nỗi khó khăn đó, và mình luôn luôn là cùng với các con là nỗ lực hơn và tìm những cái sáng tạo hơn. Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình. Đối với trẻ lứa tuổi mầm non, giáo viên đóng vai trò như một người mẹ, chăm lo cho các con từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy con từ những điều nhỏ nhất, quan tâm từng trẻ mọi lúc, mọi nơi. Công việc vất vả, áp lực lớn từ phụ huynh và dư luận, thu nhập thấp. Thời gian qua, nhiều giáo viên mầm non, nhất là giáo viên mầm non ngoài công lập bỏ nghề, không ít lần phải rơi nước mắt. Nhưng niềm vui hạnh phúc khi nhìn trẻ thơ đã níu chân nhiều cô giáo ở lại. Em đã gắn bó ở cái trường khác là đã là 5 năm rồi, sao em mới về đây? Thì động lực là cũng là yêu trẻ thôi chị, cái này là phải yêu trẻ, chứ còn có nghề mầm non thì chị biết rồi, nó cũng có những cái cực chứ không phải là không. Là yêu trẻ là phải gắn bó ở lại thôi chị. Một số cô là với cái lương hướng đó là rất là thấp, nên là các cô đa số cô bỏ nghề chứ không phải bỏ việc. Quản lý thì con người rất là khó khăn, về mặt an toàn cho trẻ là phải đặt tên hết. Nhưng mà mình có quyết tâm, mình yêu nghề, mình phải cố gắng mình làm cho thật tốt công việc của mình thôi. Thời gian gần đây, một số vụ bạo hành trẻ em khiến dư luận trong xã hội có đánh giá và nhìn nhận không tốt về các cô giáo nói riêng và ngành mầm non nói chung. Tuy nhiên, đó chỉ là số ít con sâu làm rầu nồi canh. Chưa từng làm mẹ, nhưng em có một đàn con. Khi chưa sinh con, bao người gọi em là mẹ. Con đường miệt mài với nghề của giáo viên mầm non cần sự thấu hiểu, sẻ chia từ phía phụ huynh và những ánh mắt yêu thương từ trẻ thơ, những câu nói ngây ngô chất chứa yêu thương luôn là những đốm lửa nhỏ giúp ngọn lửa yêu nghề trong mỗi giáo viên mầm non cháy mãi.